Ok, tuyệt vời. Chị à, gửi lời cảm ơn tới nhân Văn Hoàng. Sáng ngày hôm nay là MC phụng sự cống hiến chúng ta nha. Cảm ơn anh Văn Chương đọc sách rất là hay. Cảm ơn nhân Trần Nhân sẽ nào cùng mở Zoom. Cảm ơn tất cả các anh chị trực nhớ cũng như tất cả các anh chị đang có mặt trên Zoom. À, chúc mừng nhân dân Ngọc Mai. Sáng nay ăn mừng thành công rất là chị cảm hứng đúng không ạ? À, thích nhất cái câu gì ạ? Là quan trọng là cái sự phát triển của mình ha, các anh chị trên cái hành trình mà mình đạt mục tiêu. Đúng không các anh chị? Rất là kiên trì kiên nhẫn ha, đặt ra cho mình mục tiêu đúng không ạ? Trong tháng đầu tiên là livestream chủ đầu tiên vẫn chưa đạt được, là chủ thứ hai là chủ thứ ba đúng không ạ? À, sau đó thì kết quả đến rất là ngọt ngào ha các anh chị, và trong ba cái chủ đó thì Diễm nói với các anh chị là hành trình đó là cái hành trình mà mình phát triển bản thân được rất là nhiều. Nên là các anh chị thấy là mình đừng có sợ cái việc mà mình đặt ra mục tiêu các anh chị. Một số cái anh chị đặt ra mục tiêu mà các anh chị sợ lắm kìa, như là mình nghĩ rằng là chợ mình sợ nó không có làm được ấy cái chị ha. Nhưng mà sự thật đó là khi mà mình đặt ra mục tiêu á thì vũ trụ không có thích cái gì trống trải đâu, nên khi mà các anh chị đặt ra mục tiêu thì vũ trụ sẽ giúp cho các anh chị, chúng ta sẽ có được cái sự phát triển đúng không ạ? Có được cái sự phát triển giúp cho các anh chị hoàn thành mục tiêu đó, và khi mà mình hoàn thành mục tiêu á mình sẽ trưởng thành hơn rất là nhiều. Rồi cái con người mình trưởng thành nó mới là cái thứ giúp cho mình để thu hút tiền bạc nhiều hơn nữa trong những khoảng thời gian sắp tới. Nên là Diễm không có sợ cho cái việc đặt ra mục tiêu đâu, mà Diễm rất là thích, bởi vì mình biết rằng là mình chuẩn bị được phát triển, mình chuẩn bị được lớn hơn. À, mình chuẩn bị là trở thành cái con người có nhiều giá trị hơn. Kỳ hai, chúc mừng Ngọc Mai rất là nhiều ạ. Ok, bây giờ thì Diễm với các chị mình sẽ cùng với nhau chúng ta rắc bụi phép màu cho cái buổi Zoom ngày hôm nay. Thấy quen ha, đây là thói quen, nó trở thành lối sống của Diễm rồi các chị. Sáng nào Diễm lên mà Diễm bay vào Zoom mà Diễm chia sẻ luôn á, mà mình không có rắc bụi phép màu á, cái bữa đó mình thấy mình nói sao sao á, không có lên đồng được, không nhớ trước không nhớ sau luôn á, mà cũng không có tỉnh thức được cho cái buổi Zoom luôn đó thật á. Nên là cái việc mà rắc bụi phép màu trong mỗi việc mình làm nó trở thành cái lối sống của Diễm luôn rồi. Ok ha, chúng ta sẽ cùng nhau nhắm mắt lại. Sau khi đọc những trang sách ngày hôm nay thì các anh chị mong muốn là mình sẽ đạt được cái kết quả gì, có những thói quen gì trong cuộc sống của mình. Ok, anh chị hãy nhắm mắt lại và biết ơn như thể là mình đã có nói nha. Ok, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Ok các anh chị ha, ngày hôm qua thì những mấy chị mình vừa đi qua cái phương pháp nhiệm màu số 13, đó là hiện thực hóa mọi mơ ước. Cái này thì các anh chị cần phải ứng dụng mà mỗi ngày trong cuộc sống của mình. Ít nhất là mình có cái tấm bảng nhiệm màu, đúng không ạ? Đó là những cái mục tiêu, những ước mơ trong 5 năm, 10 năm trong cuộc sống của mình. Và mỗi ngày nhiệm vụ của anh chị là chúng ta cũng phải dành cái thời gian để mình có thể hình dung tưởng tượng và các anh chị sống như thể là mình đã đạt được cái mục tiêu của mình ha. Mỗi ngày tầm khoảng có 10 phút thôi, thì không biết là các anh chị có làm được không ạ? Có 10 phút thôi các anh chị ha, nhưng mà các anh chị biết rằng là
cái gì mà lặp đi lặp lại đủ nhiều á thì nó sẽ trở thành cái niềm tin. Có thể là ban đầu á, khi mà các anh chị viết ra những mục tiêu này á, nó chưa trở thành niềm tin, khi mình nghĩ về mình còn cảm thấy sợ sợ, không biết là mình có làm được không. Và những cái gì mà chưa trở thành niềm tin á, thì tiềm thức của mình chưa có thu hút nguồn lực đâu. Và chỉ có một cái phương pháp để giúp cho các anh chị cài đặt niềm tin mới, đó là thông qua cái việc mình lặp đi lặp lại thôi. Thành ra khi mình đặt mục tiêu xong các anh chị, thì mình còn phải hình dung tưởng tượng mỗi ngày, lặp đi lặp lại mỗi ngày, nó sẽ trở thành niềm tin. Không phải là ngày hôm nay mình rảnh quá cái mình nằm mình hình dung cả ngày ha, sau đó hôm hai những ngày sau cái mình không hình dung thì nó sẽ không có hiệu quả nha các anh chị nha. Quan trọng đó là Diễm cần sự đúng đủ đều, đúng đủ đều nha, thì nó mới tạo ra kết quả. Nên mỗi ngày ít nhất là 10 phút đúng không ạ, chúng ta sẽ nhìn vào cái bức tranh bản tầm nhìn của mình, sau đó các anh chị hình dung tưởng tượng sống như thể là mình đã đạt được rồi, và phải trả lời được ba cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là khi mình đạt mục tiêu đó thì cái cảm xúc của mình như thế nào. Yếu tố thứ hai đó là các anh chị sẽ ăn mừng với ai và họ sẽ chúc mừng mình như thế nào, là có một cái người thứ ba chúc mừng ha. Và cái yếu tố thứ ba đó là cái hành động đầu tiên mà các anh chị làm sau khi mình đạt mục tiêu đó là cái gì. À, nhiệm vụ của mình đó là mỗi ngày dành ít nhất là 10 phút để mình sống trong cái bức tranh bản tầm nhìn của mình với một cái cảm xúc và chân thật nhất. Các anh chị, nếu mà anh chị nào làm được điều này á, thì các anh chị sẽ thấy là mỗi ngày mà mình lặp đi lặp lại đủ nhiều, nó sẽ trở thành niềm tin. Và các anh chị biết ơn thì bên trong của mình đủ đầy, khi mà bên trong của mình đủ đầy thì bên ngoài nguồn lực sẽ đến nha. Các anh chị sẽ thu hút được rất là nhiều những cái nguồn lực. Và tất nhiên là trong cái khoảng thời gian mà anh chị nào hình dung tưởng tượng nghiêm túc, sống như thể đã đạt được rồi nghiêm túc, mà các anh chị còn hành động mạnh mẽ nữa thì người ta bảo rằng là may mắn sẽ đến nhiều hơn với những cái người mà họ có những hành động mạnh mẽ đúng không ạ. Bởi vì khi mà các anh chị càng hành động thì mình lại càng thu hút nguồn lực. Còn nếu như mình không làm gì cả các anh chị ha, không hành động thì chả chuyện gì xảy ra cho cuộc đời của mình đúng không ạ. Nên là ứng dụng sức niệm thức hay luật hấp dẫn thì mình cũng phải lưu ý là mình phải đi kèm với lại cái hành động của mình mỗi ngày. Ok ha, các bạn sẽ cái chị mình rõ về phần này, cái chị bên tôi ạ. Nếu mình chưa có danh sách mục tiêu thì các anh chị sẽ ngồi thiết lập. Anh chị nào có rồi thì mỗi ngày mình hình dung tưởng tượng. Tốt nhất là buổi tối trước khi đi ngủ. Ha, các anh chị có thể làm thành một cái bài thôi miên. Cái bản tầm nhìn này của mình nè, các anh chị làm thành một bài thôi miên. Và tối trước khi đi ngủ mình nghe. Nghe trước khi đi ngủ. Hồi xưa Diễm là vậy. Làm thành nguyên bài thôi miên luôn đúng không ạ? Đầy đủ trong đó hết. Sau đó mình vừa nghe mình vừa hình dung tưởng tượng trước khi đi ngủ. Bởi vì thôi miên là cái công cụ giao tiếp hiệu quả nhất với lại tiềm thức của mình. À, các anh chị ha, các anh chị nói lại câu này. Anh chị nào mà chưa làm bài thôi miên á, thì các anh chị làm sớm đi. Ok ha, và ngày hôm nay thì chúng ta đã đi qua cái ngày tiếp theo, một ngày nhiệm màu. Từ ngày mà Diễm đọc cho đến ngày hôm nay thì Diễm đã ứng dụng cái điều này, nó trở thành lối sống của mình. Thật với các chị, cái ngày nào mà buổi sáng mà Diễm không có nhớ rất buổi phép màu á, là tự nhiên cái ngày hôm đó mình cảm thấy nó là sao sao á, chị nó thiếu thiếu cái gì. Đi đứng thì không nhìn trước không nhìn sau, làm việc thì không nhớ trước không nhớ sau, tâm trạng thì cũng không ổn định lắm. Nói chung là một ngày nó không thực sự hiệu quả. Hoặc là khi mà đi đâu hay là làm cái gì ha, mà không nhớ rất bụi phép màu á, nó nghĩa là mình đưa ra cái quyết định trước đúng không, vì cái kết quả mình muốn sau đó mình mới làm. Thì Diễm thấy là mọi thứ nó không có hiệu quả bằng cái việc là trước khi mình làm mình luôn lựa chọn cái kết quả mình muốn, gửi nó vào bên trong tiềm thức sau đó mình mới làm. Chúng ta hay dùng cái từ đó, rất bụi phép màu. Vậy thì Diễm sẽ chia sẻ cho các anh chị cái lợi ích về cái việc mà chúng ta biết ơn, là luôn, luôn hoàn thành mọi thứ bên trong tâm trí trước khi bắt đầu. Mọi sự vật sự việc diễn ra hai lần, là lần thứ nhất là bên trong đầu của mình và lần thứ hai là ngoài thực tế. Đây là luật hấp dẫn này, cái gì mà có bên trong thì có bên ngoài, mà có bên trong có quan trọng là cái gì các anh chị có bên trong thôi, cảm xúc gì thôi.
nếu mà bên trong của mình đó là cảm xúc không tích cực đúng không, thì bên ngoài mình sẽ thu hút những điều không tích cực tới với cuộc sống của mình. Nếu như chuẩn bị khi mà các anh chị làm một cái việc gì đó, mình mang một cái tâm trạng không tích cực, thì chắc chắn với các anh chị là khi mà mình chạm tay của mình vào cái việc đó, thì cái việc đó nó cũng không có tạo ra cái kết quả tốt nhất. Nếu mà mình mang một cái cảm xúc không tích cực, y chang giống như là mình cũng rắc bụi phép màu á, chỉ có một cái là mình rắc những thứ không tích cực thôi, rắc cái màu màu hơi tối một tí ha. Ví dụ như người ta có rắc cái hào quang xuất hiện đúng không, còn mình rắc cái tối thui à. Sau cái mình mới bảo sao cái gì mà mình chạm vào nó cũng không gì ra gì. Nên như nói với các anh chị là có đôi khi á, không phải là do người đó họ giỏi hơn mình, người đó họ có khả năng hơn mình, hay là nhiều lý do khác đâu. Mọi thứ nó đều xuất phát từ bên trong tâm trí hết đó các anh chị. Giống như có một cái buổi phỏng vấn của Ronaldo, lúc đó anh ấy mới là cầu thủ trẻ thôi, có một người phóng viên hỏi anh ấy rằng là theo anh thì hiện tại cầu thủ nào đây là cầu thủ số 1 thế giới. Sau đó Ronaldo trả lời rằng là tôi, mặc dù lúc đó là mới đá banh thôi nha anh chị nha, dạ chưa ai biết á, trả lời là tôi. Sau đó anh ấy cười, và lúc nào anh ấy bảo rằng là lúc nào trong đầu của anh ấy thì cũng nghĩ rằng anh ấy là cầu thủ số 1 thế giới, chưa bao giờ có sự nghi ngờ nào luôn, ngay từ lúc mà mới bắt đầu đá banh. Và cho đến ngày hôm nay thì đều sẽ thành hiện thực đúng không? Hay là nếu mà đọc những cái tiểu sử của các tỷ phú các anh chị, chẳng hạn như của Warren Buffett ha, Warren Buffett đúng không? Ông ấy bảo rằng là ông ấy cũng đưa ra quyết định đầu tiên, quyết định của ông ấy đầu tiên là trở thành triệu phú trước tuổi 30. Sau đó ông ấy đạt được cái quyết định tiếp theo, đó là ông ấy trở thành một trong những người giàu có nhất trên thế giới. Và khi mà ông ấy chia sẻ mục tiêu này á, vợ ông ấy cười, nói là ảo tưởng, bớt ảo tưởng lại đi. Ông ấy chia sẻ cho những cuốn sách của ông ấy nha chị ha. Và cuối cùng thì sao ạ? Cuối cùng thì đó cũng, điều đó cũng trở thành hiện thực. Hay là Bill Gates cũng vậy, những cái thành công của họ nó không phải đến một cách ngẫu nhiên rồi, không hên xui, mà là mọi thứ đến một ai đó chính xác là đều do họ ra quyết định hết nghe chị. Còn nếu như mà mình chưa có đúng không ạ, có thể là người khác có những thứ mà các anh chị chưa có, đơn giản là bởi vì họ đã đưa ra quyết định trước mình thôi nha các anh chị. Họ đã đưa ra quyết định trước mình và họ đã giữ cái quyết định đó bên trong tâm trí rất là kiên trì, kiên nhẫn liên tục cho đến khi nó trở thành hiện thực. Nhưng mà các anh chị thấy câu chuyện của bạn Ngọc Mai ấy, vi diệu nhờ. Câu chuyện của bạn Ngọc Mai, các anh chị đi làm bạn lương tháng có vài triệu một tháng thôi, mà lợi nhuận về vài trăm triệu, các anh chị thấy kinh không? Chị thấy cũng bởi vậy đôi khi mình nghĩ cứ tham gia môi trường câu lạc bộ rồi đúng không ạ, cứ đi đi là sẽ đến. Chị cũng rất bất ngờ thôi các anh chị. Vậy thì cái bí kíp đó mà trong ngày hôm nay dù nói với các anh chị, nếu mà các anh chị ứng dụng nha, thì từ đây về sau cái trong cuộc sống của mình mọi thứ nó diễn ra rất là nhẹ nhàng. Các anh chị đạt cái gì, làm cái gì nó cũng chính xác, nó cũng rất là dễ dàng, nhẹ nhàng, duyên dáng. Bởi vì á, ở đây tác giả chia sẻ là một ngày nhiệm màu đúng không ạ, có nghĩa là chúng ta cần phải biết ơn cái ngày hôm đó trước khi nó xảy ra. Là buổi sáng Diễm hay dặn với các anh chị là nhớ rắc bụi phép màu ngày mới nha, có nghĩa là các anh chị hình dung tưởng tượng rằng là bây giờ là buổi tối của ngày hôm nay, ngày hôm nay các anh chị có những cái lịch trình gì và mình cần phải hoàn hoàn thành nó bên trong tâm trí trước. Chẳng hạn như ngày hôm nay các anh chị có một cuộc gặp với khách hàng, chẳng hạn như ngày hôm nay các anh chị đi chơi với gia đình, có một cái cuộc gặp của gia đình, chẳng hạn như ngày hôm nay các anh chị tập thể dục, hoặc là bất kỳ những cái hoạt động nào, những cái kế hoạch trong ngày của mình, thì mình còn phải hoàn thành nó bên trong tâm trí trước, không có để nó diễn ra hên xui. Và sau đó các anh chị biết ơn đi qua buổi sáng, để mà đi qua buổi trưa, sau đó đi qua buổi tối, và mình rào hết ha, để ngày hôm đó là một ngày tuyệt vời.
buổi sáng thường rất bụi phép màu vẫn còn đưa hay nói như này nè hay chị, đó là thông qua năm giác quan của tôi chị thấy những điều tốt đẹp, nghe những điều tốt đẹp và đón nhận những điều tốt đẹp nhất, rào rào hết luôn. Có nghĩa là cái gì mà không tốt đẹp cái là vũ trụ sẽ bảo vệ mình và không cho mình nhìn thấy cái đó. Hay là khi mà Diễm ra đường thì Diễm cũng hay đưa ra quyết định vậy, mình chỉ đón nhận những điều tốt đẹp thôi, sau đó mình rắc bụi những cái kế hoạch trong ngày. Diễm kỹ lắm các chị nha, sau khi mà buổi sáng là dành ra khoảng 1 phút đúng không ạ, có 1 phút à, để mình rắc bụi phép màu cho ngày mới xong, thì mỗi khi mà Diễm bắt tay vào công việc á, Diễm lại tiếp tục rắc bụi phép màu tiếp, kỹ lắm. Chẳng hạn như khi mình đi ra đường, khi mà mình đi tập thể dục, rồi trước khi tập thể dục Diễm đều rắc bụi phép màu hết. Hôm nào mà tập thể dục không rắc bụi phép màu là thấy tập nó kỳ kỳ liền. Thật cái gì không biết sao mà nó thật, cái ứng dụng thử đi nó vi diệu. Khi đi gặp khách hàng, khi nói chuyện với ai hay là làm cái gì, bất kỳ một cái hành động nào chuẩn bị Diễm làm thì mọi thứ cái kết quả nó phải hoàn thành bên trong tâm trí trước. Mình dùng luật hấp dẫn mình sống đi chị. Cái chị sẽ thấy là mọi thứ rất là nhẹ nhàng luôn. Thật sự cái gì mà có bên trong có bên ngoài. Khi mà các anh chị hoàn thành cái kết quả bên trong tâm trí trước á, cái tự dưng mình làm cái việc đó một cách tập trung hơn, các anh chị làm nó chỉnh chu hơn, mình làm nó tử tế hơn, không biết ơn mà, cái tự dưng cái tâm trí của mình nó cũng thông minh hơn và nó giúp cho mình hoàn thành cái việc đó một cách rất là dễ dàng. Vậy xét về góc độ về những quy luật vũ trụ á, thì cái gì có bên trong thì có bên ngoài. Khi mà các anh chị có được cái kết quả bên trong các anh chị ha, thì khi mà các anh chị bắt tay vào làm việc á, thông luật hấp dẫn sẽ giúp đỡ cho các anh chị thu hút nguồn lực nữa, để giúp cho cái việc đó nó trở thành hiện thực. Hay lắm. Nên Diệm cũng hay ứng dụng cái điều này khi đi du lịch. Hay kể với các anh chị đúng không? Khi mà Diệm đi đâu, Diệm luôn đưa ra quyết định đó là mình đi tới đâu thì trời phải khô ráo tới đó. Mình đi tới đâu thì sao ạ? Thông qua năm giác quan của mình, chị luôn nhìn, nghe và thấy những điều tốt đẹp thôi. Nên toàn bộ những chuyến du lịch của Diễm các anh chị nha, không biết sao vũ trụ thương lắm. Đi đâu trời cũng đẹp hết trơn. Những nơi mà Diễm đến, Diễm vừa đi cái nó mưa có thể là như vậy, nhưng khi mà Diễm đến thì nó rất là đẹp. Có nhiều khi đi du lịch đúng không ạ, các anh hướng dẫn viên bảo rằng hôm nay xem thời tiết là trời có mưa nha, nên là các anh chị ngày hôm nay hãy nhớ mang theo áo mưa, dù đồ này kia đúng không ạ. Diễm bảo rằng là không, hôm nay trời rất là đẹp. Chúng ta cùng nhau rắc bụi phép màu nè. Tại vì chị và người hàng ngày hôm đó thì họ đẹp thật. Đến nỗi mà những cái người huấn luyện viên, hướng dẫn viên đi chung với mình, họ cảm thấy rất là bất ngờ. Họ cảm thấy sao cái đoàn này may mắn đó nhờ. Đi tới đâu cũng may mắn hết. Thời tiết đẹp là mọi thứ thuận lợi, tất cả mọi thứ đều rất là may mắn. Nên bởi vậy đôi khi mình thấy vũ trụ thương mình ghê. Nên thành ra mình phải ráng sống tốt với cái gì đúng không? Để có thêm được những cái điều tốt đẹp đó, vi diệu lắm. Nhiều lúc mình cũng không hiểu sao mà nó không giải thích được, nó vi diệu vậy luôn. Đến nỗi mà đợt vừa rồi khi mình đi Phú Quốc chơi á, đi ngay ngay kỳ mưa bão nha, chắc chắn với các anh chị là bão vừa rồi đó, bão vừa rồi ở miền Bắc đó. À, nhưng mà khi trước khi mình đi mình cũng đưa quyết định luôn, mình đi tới đâu khô ráo tới đó, mình nói thiệt cái nơi mình đến đó các anh chị nó cực kỳ khô ráo luôn. Sau một lúc mà mình quay về cái nơi của mình thì mình mới thấy là vừa mưa xong nhưng mà khi mình về nó đã khô ráo rồi. Trong công việc cũng vậy các anh chị nha, khi mà Diễm đi gặp đối tác hay các thứ mà Diễm luôn biết trước được cái kết quả mình muốn là cái gì. Mà nếu mà các anh chị ứng dụng cái này thì các anh chị sẽ thấy là một cái trong cái cuộc sống của mình sẽ sống rất là nhẹ nhàng, vui vẻ, hạnh phúc, gọi là nụ cười luôn nở trên môi. Tại vì sao có nhiều anh chị hỏi thấy sao Diễm hay cười, làm gì thấy cũng hay cười hết, là bởi vì mình biết là mọi thứ mình làm đạt được cái kết quả là gì bên trong tâm trí rồi, nên là mình rất là vui vẻ để mình đón nhận cái kết quả đó. Bí kíp đúng không ạ, đó là ứng dụng lòng biết ơn anh chị ha. Và ở đây tác giả chia sẻ là nếu mà mình thức dậy buổi sáng một tâm trạng không có được vui, có những ý nghĩ không tích cực,
Thì có thể là buổi tối ngày hôm đó mình đã đi ngủ với ý, với những cái ý niệm không tích cực. Thì việc của mình là vì sao cần phải thực hành hòn đá nhiệm màu trước khi đi ngủ. À, vì hòn đá nhiệm màu đúng không, nó sẽ giúp cho các anh chị nghĩ về những cái điều tốt đẹp, những cái thành công mà mình đã nhận được trong ngày hôm đó. Phải làm chủ tâm trí của mình luôn. Bởi vì khi mà tâm trí của mình nó bận tìm kiếm những điều tốt đẹp rồi anh chị, thì nó không thể nào tập trung những điều không tích cực được. Khi mình đi đi ngủ trong ý niệm của sự thành công, khi mà các anh chị đi ngủ chứ tiềm thức của mình không có ngủ đâu nha. Những cái gì các anh chị ngủ đó là những cái mà các anh chị đưa ra quyết định đấy. Khi mà các anh chị ngủ thì tiềm thức của mình sẽ bắt đầu đi tìm kiếm nguồn lực để chuẩn bị cho cái ngày mới bắt đầu, để giúp cho các anh chị có nguồn lực. Nên khi mình đi ngủ trong ý niệm sự của sự không giàu có, đúng không? Cái ý niệm không tích cực á, thì tiềm thức của các anh chị cũng đi thu hút nguồn lực. Và qua ngày hôm sau, ngay buổi sáng mở mắt ra cái là các anh chị thấy liền. Và trong ngày hôm đó mình cũng sẽ thu hút những điều không tích cực. Nên là phải luôn làm chủ tâm trí của mình tốt. Tối trước khi đi ngủ nè, ứng dụng hòn đá nhiệm màu. Sáng ngay sau khi thức dậy cái là phải buổi sáng nhiệm màu liền. Bởi vì khi mà các anh chị tỉnh thức á, thì tâm trí của mình nó không có đi đến những cái điều không tích cực. Rồi thôi mình bận tỉnh thức rồi, vừa mở mắt ra cái thôi mình biết mình cười, sau đó mình ra quyết định ngày mới tuyệt vời như thế nào đúng không, xong rồi cái bước chân xuống giường đúng không, chân nào trước chân nào sau. Bận để ý tới mình rồi, cái chị bận là xem là chân nào trước chân nào sau rồi, rồi khi làm cái gì mình cũng luôn tỉnh thức rồi, nên là tâm trí của mình nó sẽ không có đi vào những cái điều không tích cực. Bởi vì thường cái thói quen mình nó quen rồi, nhiều năm nay rồi, đó là cái tính hay lo xa đúng không, tính hay nghĩ, tính hay lo, mà toàn là lo về những thứ không tích cực không à. Mà mình bảo rằng là tự hào lắm, tôi là người lo xa. Những cái người thành công họ cũng lo xa, mà họ là họ họ lo nghĩ về những cái thành công của họ nha các anh chị. Còn những người chưa thành công thì cũng lo xa, tưởng tượng về cái kết quả không có được như mong muốn á. Nên là để mà mình có thể thay đổi lại cái thói quen của mình, thay vì là mình để tâm trí của mình nó tập trung những điều không tích cực đúng không ạ, thì mình phải học cái cách sống tỉnh thức. Bởi vì khi mà mình bận tỉnh thức rồi á, thì cái tâm trí của mình nó không có lo nghĩ về quá khứ hay là tương lai gì hết, và chỉ có hiện tại nó mới kiến tạo nên tương lai thôi. Nên vì sao các anh chị thấy Đức Phật hay quá ha, Đức Phật tìm ra được cái phương pháp chánh niệm hay ghê luôn đó. Để mà chỉ cho các anh chị cái phương pháp để mà các anh chị không bị không vui trong trong cuộc sống này đúng không, để các anh chị sống vui vẻ, sống hạnh phúc, sống bình an, sống đủ đầy. Đức Phật tìm ra được cái phương pháp nên là sống tỉnh thức, sống chánh niệm, để giúp cho các anh chị có thể có cái cuộc sống nó vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Bởi vì ý nghĩ của mình nó tạo nên mọi thứ mà. Mà bây giờ mình chả có ý nghĩ gì hết, giờ mình cứ làm việc gì, tập trung việc đó, thì các anh chị đâu có thu hút những điều không tích cực. Và khi mình sống tỉnh thức, mình rèn luyện nhiều á, mình sẽ có một cái khả năng tập trung rất là cao. Có khả năng là nhìn thấy được bản chất của sự thật. Rất là tinh tế ha các anh chị nha. Cái gì xảy ra xung quanh mình cũng đều có thể biết rất là rõ. Và cái điều này thì nó mới hỗ trợ cho mình đúng không ạ, trong cái quá trình mà các anh chị xây dựng cái sự thịnh vượng về tài chính được. Chứ mình mà không tập trung á, là đôi khi vào kinh doanh đúng không ạ, hay đầu tư các thứ mà mình không tập trung, cái là phải trả giá bằng tiền bạc, bằng thời gian, bằng công sức. Nên cái việc mà mình hoàn thành mọi thứ bên trong tâm trí trước khi bắt đầu, nó sẽ giúp cho các anh chị sống tỉnh thức hơn. Ví dụ thay vì hồi xưa uống nước thì cầm ly nước lên uống thôi đúng không anh chị, vừa uống vừa nghĩ tới công việc chứ mình chả biết mình đang uống nước luôn á. Nhưng mà bây giờ khi mà uống nước thì sao ạ, mình dừng lại chút xíu để mình biết rằng là mình đang uống nước và mình rắc bụi phép màu. Khi mình uống nước vào xong thì cơ thể của mình nó tuyệt vời như thế nào đúng không, vậy thì có phải là bắt đầu là các anh chị đang sống tỉnh thức hơn rồi chưa? Hồi xưa uống nước cầm lên chả biết đang chả biết mình đang uống nước luôn. Nhưng mà bây giờ uống nước cầm lên cái biết rằng là mình đang chuẩn bị uống nước. Rồi, và mình biết ơn khi mình uống nước vào mình có sức khỏe tốt như nào. Nên là cái việc rắc bụi phép màu mỗi khi trong một ngày mới hay là trước khi mình làm á, nó sẽ giúp cho các anh chị rèn luyện được lối sống tỉnh thức. Và nó giúp cho mình có thể tận dụng được những quy luật vũ trụ.
Cái gì có bên trong có bên ngoài, để các anh chị đạt được những điều mà các anh chị mong muốn. Giống như Diễm hay cho các anh chị làm cái quy trình trái chanh đấy, các anh chị nhớ không? Cái quy trình trái chanh, khi mà các anh chị hình dung tưởng tượng là mình đang ăn chanh, tự dưng cái cơ thể của mình nó chảy nước miếng rồi, nó nổi da gà đúng không? Mặc dù mình có ăn chanh thật đâu. Vậy thì thay vì mình tưởng tượng là mình ăn chanh để mình chảy nước miếng nổi da gà, thì mình hãy tưởng tượng rằng là mình đã hoàn thành cái việc đó một cách rất là xuất sắc rồi và đạt kết quả như thế nào. Thì tự dưng cái cơ thể của các anh chị nó sản sinh ra một cái nguồn năng lượng thành công. Thay vì mình nghĩ tới trái chanh thì mình chảy nước miếng nổi da gà, thì thôi giờ mình nghĩ tới cái kết quả mình mong muốn đi. À, để mình có được cái trí tuệ, mình có được cái nguồn năng lượng, mình có được cái sự được là thông minh, đó là sáng suốt, để giúp cho mình hoàn thành mục tiêu đúng không ạ? Bây giờ các anh chị mình rõ phần này comment tôi. Khác biệt lắm đó. Cực kỳ khác biệt luôn các anh chị. Khi mà mình mở thêm cái thói quen đó là luôn rắc bụi phép màu trước khi mình làm việc thôi, thì cái cơ thể của các anh chị sẽ tràn đầy năng lượng hơn, trí óc của mình sẽ thông minh sáng suốt hơn, tự dưng cái kỹ năng của mình nó cũng điêu luyện hơn, và lại ứng dụng được những luật vũ trụ để giúp cho các anh chị thu hút nguồn lực nữa. Nên là vì sao đúng không ạ? Cứ mỗi cuối tháng là Diễm phải kêu các anh chị vào Zoom để mình rắc bụi phép màu cho tháng mới. Các anh chị ha, đâu phải là dư đâu. Là Diễm có những cái thói quen gì là đều rủ các anh chị vào đúng không? Rồi mỗi tuần mới mình phải rắc bụi phép màu cho tuần mới, rồi mình phải rắc bụi phép màu cho ngày mới. Rồi mình rắc bụi phép màu cho mỗi việc mình làm. Thì Diễm nói với các anh chị là mọi thứ các anh chị chạm vào mình sẽ đều có khả năng là chạm tay hóa vàng. Thật, chạm tới hóa vàng đó các chị. Các chị chạm vào cái gì mọi thứ nó cũng hoàn hảo, nếu mà mình có thói quen này. Và ở đây tác giả chia sẻ với các anh chị nè, là khi mà mình sử dụng lòng biết ơn đối với cái sự việc trong ngày á, thì tất cả các vấn đề sẽ bị loại trừ. Hay nhờ. Có nghĩa là mình không những là giúp cho công việc mình suôn sẻ hơn đâu nha, mà mình còn loại bỏ được luôn những cái vấn đề luôn. Vấn đề nó đến từ đâu ạ? Vấn đề nó được thu hút bởi bên trong của mình có những cái suy nghĩ cảm xúc không tích cực. Nhưng mà bây giờ trước khi mình làm, mình đã sao ạ? Tưởng tượng tới kết quả, sau đó mình biết ơn rồi. Nên là thành ra bên trong của mình là cái cảm xúc rất là đủ đầy, rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc, rất là tích cực. Và Diễm nói với các anh chị là luật hấp dẫn là cái gì có bên trong là có bên ngoài. Nếu như mà các anh chị tích cực thì những điều không tích cực nó không thể nào đến với các anh chị được. Nên nếu như mà mình đang trong tình trạng không tích cực á, thì cũng phải kiểm tra lại tâm trí nha. Do mình ra quyết định đấy. Vì vậy là cứ ứng dụng cái việc là mình luôn làm chủ cái suy nghĩ cảm xúc của mình tốt, lựa chọn cái kết quả mình mong muốn, và quan trọng là phải duy trì được cái cảm xúc tích cực này trong suốt cái quá trình mà các anh chị làm, thì những cái vấn đề các thứ đó sẽ bị loại trừ luôn. Vậy đó các anh chị lòng biết ơn nó hay lắm, lòng biết ơn ấy như một cái tấm khiên á, không những nó thu hút cho mình những điều tốt đẹp đâu nha, mà nó còn bảo vệ mình khỏi những vấn đề nữa. Giống như đợt trước Diệp có đọc cái cuốn sách của Donald Trump ấy, ông ấy chia sẻ một tư duy như thế này nè. Ông ấy có một cái thói quen là trước khi làm một cái dự án bất động sản nào đó ha, thì cái hình ảnh thành công của cái dự án bất động sản đó nó luôn luôn ở bên trong tâm trí của ông ấy, từ trước khi làm cho đến sau khi cái dự án đó trở thành hiện thực, cái sự thành công nó trở thành hiện thực. Thói quen của tỷ phú. Các chị thấy hay không? Mà để giữ được hình ảnh này không phải là ai cũng giữ được đúng không? Tại vì trong cái quá trình mình làm á, đôi khi có những điều thuận lợi và đôi khi những điều không thuận lợi. Nhưng mà quan trọng ai giữ được cái hình ảnh đó, cái mục tiêu của mình cho đến cùng không? Cũng phải can đảm lắm à. Giống như câu chuyện của bạn Ngọc Mai đúng không ạ? Bạn ấy đặt ra mục tiêu và nhiều tháng rồi không có hoàn thành được. Để hỏi Diễm là giờ sao? Thì giờ sao? Chỉ có một cái con đường là phải kiên trì thôi chứ sao?
Đó, trong quá trình đó mình cũng sẽ gặp những điều không thuận lợi đúng không? Nhưng mà quan trọng là mình có giữ vững mục tiêu của mình hay không. Người thành công thì không bao giờ bỏ cuộc đúng không? Còn người bỏ cuộc không bao giờ thành công. Và Diệm cũng luôn luôn ứng dụng cái điều này vào trong cuộc sống của mình nghe chị. Những cái mục tiêu của Diệm đặt ra đôi khi là không phải mục tiêu nào mình cũng hoàn thành, nhưng mà Diệm chưa bao giờ bỏ cuộc ha. Và khi mà mình không bỏ cuộc thì những mục tiêu chứ không bỏ cuộc các chị nhé, có thể là lúc mà đặt ra đến ngày tháng năm đó nó chưa đạt được, nhưng mà rồi nó đạt được, có thể là tháng tiếp theo, có thể là tháng tiếp theo nữa, hoặc là tháng tiếp theo nữa, hoặc là 6 tháng sau, nhưng mà rồi mục tiêu đó khi mà Diễm không có bỏ cuộc á thì Diễm luôn luôn hoàn thành. Mình chỉ không đạt được mục tiêu khi mà mình bỏ cuộc thôi. Diễm hiểu về những luật vũ trụ nên thành ra mình có được cái sự tin tưởng, cứ vui vẻ đúng không, cứ vui vẻ hạnh phúc trên hành trình của mình thôi, và mình cứ tiến lên phía trước thôi. Mọi thứ đến với mình thành công, Diễm luôn tin là như vậy, cứ mọi thứ đến với mình thành công, mọi thứ đến với mình thành công, nên vì thế mỗi ngày đều năng lượng rất là đỉnh cao, mỗi ngày tiến lên phía trước. Người thành công họ luôn luôn xuất hiện trên hành trình của họ nha các anh chị, bất kể tâm trạng, bởi vì mọi thứ đến họ đều biết ơn mà. Mọi thứ đến họ đều biết rằng là à, cái điều này đến để giúp cho mình thành công. Nên có gì đâu mà cảm thấy không vui. Bởi vì khi mà mình không tích cực á, có nghĩa là mình tin rằng là cái điều này đến nó làm cho mình không thành công, nên mình không tích cực. Và khi mình không có tích cực thì mình sẽ không có năng lượng. Và khi mình không có năng lượng thì mình sẽ không có xuất hiện trên cái hành trình của mình. Và mình không xuất hiện trên hành trình của mình có nghĩa là mình sẽ không có nuôi dưỡng và chăm sóc cái cây thành công của mình nữa. Và nếu mà cái cây thành công của mình mà các anh chị không tiếp tục tưới nước chăm sóc thì càng ngày nó sẽ càng khô héo đúng không? Héo dần. Hoặc là các anh chị cứ tưởng tượng các anh chị đi bơm nước á. Mình có một cái máy bơm đúng không? Máy bơm bằng tay. Đúng không? Cái anh chị bơm 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 bơm. Nước nó gần chảy ra rồi. Thế là tự dưng cái suy nghĩ về những điều gì đó, cảm thấy không có niềm tin trong cuộc sống, không có năng lượng, cái mình dừng bơm, mình bỏ tay ra cái thôi. Giờ hỏi các anh chị, mình bỏ tay ra cái thì điều gì sẽ ra? Có phải là nước nó lại chảy về chỗ cũ không? Và lúc đó mình phải bơm lại từ đầu quá, sẽ tốn khá nhiều thời gian, công sức và tiền bạc về cái điều này. Và người ta lại bơm, bơm tới gần khúc mà gần ra nước rồi thì lại tiếp tục buông tay. Nên vì sao là Diễm luôn khuyên cái hai từ kiên nhẫn đối với một số các anh chị mới đúng không ạ, trên cái hành trình mà các anh chị thực hiện mục tiêu. Nếu như Ngọc Mai hỏi Diễm, kiên nhẫn đi, làm đi, tiếp tục đi. Và rất là may đó là bạn ấy nghe lời Diễm. Mỗi khi mà hỏi kiên nhẫn đi từ này khá là quen đúng không ạ, khá là quen, nó trở thành cái lời nói của Diễm khá là quen. Và rất là tuyệt vời các anh chị nha, đó là ai kiên trì kiên nhẫn theo đuổi mục tiêu mà không từ bỏ thì vũ trụ nhìn thấy mà. Vũ trụ sẽ bẻ cong hết tất cả mọi thứ đúng không, để biết cho các anh chị thành công. Nhưng mà mình phải kiên định với mục tiêu của mình. Ok, rồi ngày hôm nay thì với các anh chị chúng ta sẽ cùng nhau thực hành nha. Phương pháp ngày hôm nay đó là, thứ nhất, các anh chị sẽ viết ít nhất là 10 điều mà mình cảm thấy biết ơn trong cuộc sống của mình. 10 điều mà các anh chị cảm thấy biết ơn trong cuộc sống nha, chứ không phải 10 điều để hiện thực hóa mọi mơ ước nha. Một số các anh chị mê quá, tới cái ngày hiện thực hóa mọi mơ ước xong mê quá đúng không, khi viết là biết ơn nó chỉ toàn viết về hiện thực hóa mọi mơ ước thôi, cái viết hoài cái xong cái cuộc sống không có đạt được như mình mong muốn, không biết lý do vì sao. Cái chị luôn nhớ câu của Jim Rohn đó là hãy học cách biết ơn với những gì mình đang có trong khi theo đuổi những điều mình mơ ước. Khi mà bên trong của mình nó có được cái sự đủ đầy à, các anh chị nghĩ về cuộc sống của mình cảm thấy các anh chị có được cái sự đủ đầy, vui vẻ, hạnh phúc, thì từ cái cảm xúc đó mình mới thu hút những cái điều mình mong muốn đến với mình được. Nên là thực hành đúng theo những gì tác giả chia sẻ hai các anh chị ha. Sau khi các anh chị viết ít nhất là 10 điều các anh chị mong muốn rồi thì các anh chị có thể viết thêm những cái điều cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, và các anh chị hiện thực hóa mọi mơ ước.
Nhưng mà phải ưu tiên cho cái việc đó, viết xong 10 điều mà các anh chị cảm thấy biết ơn cho cuộc sống mình hiện tại cái đã. Ok mà, bây giờ các anh chị rõ phần này comment tôi. Rồi, thứ hai đó là chúng ta hãy lướt qua trong đầu những cái kế hoạch cho ngày hôm nay cho đến buổi tối và cả lúc đi ngủ. Với mỗi kế hoạch hay là sự kiện á, thì mình hãy nói từ nhiệm màu cảm ơn vì mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Và hãy tưởng tượng rằng là bạn đang nói cảm ơn vào cuối ngày khi mà đang cực kỳ biết ơn vì ngày hôm ấy thật là hoàn hảo. Số 3 là sau khi thể hiện lòng biết ơn với tất cả những kế hoạch diễn ra suôn sẻ trong ngày thì hãy kết thúc cái phương pháp nhiệm màu này bằng cái câu nói là và cảm ơn cho những tin tức tốt lành đến trong hôm nay. Có nghĩa là sao? Mình rào đó, hôm nay là chỉ nhận những tin tức tốt lành thôi, còn những cái gì không có tốt lành là không có nhận được trong ngày hôm nay đó các anh chị. Và tất nhiên là ngày hôm nay, ngày mai thì mình là phải tiếp tục phải rắc tiếp. Ok ha. Và trước khi đi ngủ thì mình hãy cầm hòn đá nhiệm màu trong tay và nói từ nhiệm màu cảm ơn vì điều tốt đẹp nhất đã xảy ra trong hôm đó. Ok, rồi bây giờ thì với các anh chị chúng ta sẽ cùng nhau rắc bụi phép màu cho ngày mới trước. Ha, và hãy nhớ kết thúc bằng cái câu là cảm ơn cho những tin tức tốt lành đến trong hôm nay. Và sau đó mình sẽ viết ít nhất là 10 điều mà các anh chị cảm thấy biết ơn cuộc sống. Đây, mình cùng nhau nhắm mắt lại. Và chúng ta thực hành một ngày nhiệm màu nè. Hãy hình dung tưởng tượng là bây giờ là buổi tối cuối ngày hôm nay nha. Ngày hôm nay buổi sáng các anh chị đã hoàn thành xong những công việc gì, nó tuyệt vời ra làm sao. Buổi trưa ra làm sao, buổi tối ra làm sao. Hãy đưa ra quyết định cho cái sức khỏe nè, cho cái tài chính nè, cũng như mối quan hệ của mình ha. Cảm ơn các anh chị.